Chào các em, sau đây cô sẽ hướng dẫn các em ôn tập để kiểm tra đánh giá cuối học kỳ 2 môn địa lý 8. Về hình thức của bài kiểm tra gồm có 2 phần: phần trắc nghiệm 16 câu 4 điểm, phần tự luận 3 câu 6 điểm. Thời gian làm bài 45 phút, các em sẽ kiểm tra theo hình thức tập trung, theo lịch của nhà trường. Nội dung ôn tập, các em sẽ ôn các bài 31, 32, 33, 34, 36, 38, 41, 42. Trong quá trình làm bài, các em sẽ sử dụng tập bản đồ địa lý 8. Phần trắc nghiệm bao gồm có 30 câu, cô đã in trong đề cương và phát cho các em. Các em sẽ đọc trong sách giáo khoa, đọc nội dung trong sách giáo khoa và trong tập bản đồ để trả lời các câu trắc nghiệm này. Phần tự luận các em sẽ ôn tập theo một số câu sau. Câu 1, em hãy cho biết, để phòng chống lũ lụt ở đồng bằng sông Hồng, nhân dân ta đã làm gì? Việc làm đó đã biến đổi địa hình ở đây như thế nào? Câu 2, nêu đặc điểm chung của sông ngòi Việt Nam. Câu 3, so sánh 3 nhóm đất chính ở nước ta về đặc tính, sự phân bố và giá trị sử dụng. Câu 4. Giải thích vì sao ở miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ có mùa đông lạnh nhất cả nước. Câu 5. Giải thích tại sao ở miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ có mùa đông ngắn và ấm hơn ở miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ. Câu 6. Dựa vào tập bản đồ địa lý 8 trang các hệ thống sông, trang 27. Em hãy kể tên các sông thuộc các lưu vực sông. Trang các hệ thống sông là trang 27. Các em sẽ mở tập bản đồ đến trang 27. Đọc bảng chú giải thì chúng ta sẽ thấy là ở Việt Nam từ Bắc vào Nam có 9 lưu vực sông lớn. Mỗi lưu vực sông sẽ được thể hiện bằng một màu khác nhau. Ví dụ như là màu xanh nhạt sẽ là lưu vực sông Hồng. Màu vàng nhạt sẽ là lưu vực sông Thái Bình, hay là màu tím nhạt sẽ là lưu vực sông Mã, vân vân. Có ví dụ, chúng ta sẽ kể tên các sông thuộc lưu vực sông Đồng Nai. Thì chúng ta đọc bảng chú giải, chúng ta sẽ thấy lưu vực sông Đồng Nai được thể hiện là màu xanh lá. Chúng ta sẽ tìm vùng có màu xanh lá. Đây chính là vị trí của lưu vực sông Đồng Nai. Ở lưu vực sông Đồng Nai gồm có các sông. Đó là sông Đồng Nai, sông La Ngà, sông Bé, sông Sài Gòn, sông Vàm Cỏ Đông và sông Vàm Cỏ Tây. Tương tự như vậy, các em sẽ kể tên các sông thuộc các lưu vực sông còn lại. Câu 7. Cho bảng số liệu về diện tích rừng ở Việt Nam qua một số năm, từ năm 1976 đến năm 2010. A. Tính tỷ lệ che phủ rừng so với diện tích đất tự nhiên. Cho biết diện tích đất tự nhiên đã làm tròn là 33 triệu hecta. B. Vẽ biểu đồ thể hiện độ che phủ rừng của nước ta giai đoạn 1976 đến 2010. Để tính độ che phủ rừng, chúng ta sẽ lấy diện tích rừng chia diện tích đất tự nhiên nhân với 100. Ví dụ, tính độ che phủ rừng năm 1976, chúng ta sẽ lấy diện tích rừng năm 1976 là 11,1 triệu hectare.
chia cho diện tích đất tự nhiên đã làm tròn là 33 triệu hecta nhân với 100 bằng 33,6%. Sau dấu phẩy chúng ta sẽ lấy một số và làm tròn. Sau đó chúng ta sẽ ghi vào bảng. Tương tự như vậy, năm 2000 độ che phủ rừng là 33%. Năm 2010 là 40,6%. Yêu cầu B là vẽ biểu đồ. Đối với bài này thì chúng ta sẽ vẽ biểu đồ cột đơn. Trục tung sẽ thể hiện cho độ che phủ rừng, đơn vị là phần trăm. Trục hoành sẽ thể hiện cho thời gian, ở đây là 5. Chúng ta sẽ lấy giá trị cao nhất là 50. Và chúng ta sẽ chia thành 5 đoạn, mỗi đoạn tương ứng với 10 đơn vị. 3 năm, khoảng cách của các năm sẽ không đều nhau. Ghi số liệu lên đầu các cột và sau đó thì đặt tên biểu đồ. Đối với bài này thì chúng ta không cần làm bảng chú thích. Bài biểu đồ này thì cô đã hướng dẫn ở trên lớp.